Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ilanka nha. Hiện tại buổi tối mình đang đi dạo. Ở đây rất là đông người luôn, đi cặp mé hồ đây rất là đẹp luôn. Hiện tại là mình đang có mặt ở An Khê và An Si nha. Bây giờ đi dạo bộ buổi tối. Bạn mình bận nên giờ này mình tự đi một mình lên luôn. Mình quay cho các bạn xem nha. Ở phía sau rất là nhiều người luôn. Thành phố An Si khi về đêm á, rất là đẹp luôn mọi người, chìm ngập trong ánh đèn điện. Những cái tòa nhà bên kia nó bật toàn bộ là những cái bóng đèn điện, và bên kia có một cái cầu cũng rất là đẹp luôn. Đứng từ cái góc nhìn này thì các bạn có thể thấy rất là đẹp. Và bên này thì lại có rất là nhiều đi bộ tập thể dục nè. Rồi có nhiều người đến đây đưa con em đến đây để vui chơi. Có những cái khu dành cho trẻ em, có nhiều trò chơi để cho các bạn nhỏ ở đây có thể là chơi đùa với nhau và cũng học hỏi với nhau. Và nếu như các bạn chịu cực đi lang thang theo cái con đường này giống như mình ngày hôm nay, thì các bạn có thể thấy là bên tay trái của mình là có thể ngắm nhìn những ánh đèn điện khi về đêm. Còn bên tay phải của mình á, là những con đường mà người ta đi tập thể dục, đi giải trí. Ở đây từ độ tuổi nhỏ như trẻ nhỏ nè, xong rồi trung niên nè, người già, người cao tuổi đều có đầy đủ nha các bạn. Nhưng mà được một cái là ở đây rất là văn minh lịch sự. Như các bạn có thể thấy, những con đường ở đây mình đi rất là sạch sẽ. Và đi một hồi thì vẫn có người ta quét dọn rất là sạch sẽ luôn ha. Còn những cái mà cây trụ để tập thể dục nè, những cái thiết bị tập thể dục công cộng thì lúc nào cũng có người sử dụng hết. Nhưng mà người ta rất là văn minh, sử dụng xong thì nhường cho người khác, cũng giống như ở Việt Nam mình vậy đó. Buổi tối thì ở đây rất là nhiều người đi dạo bộ. Và cái con đường này đi ven theo cái dòng sông này rất là xa luôn. Như các bạn có thể thấy là ở phía trước mặt mình có rất là nhiều người đi bộ. Nhưng mà ở đây á, người ta đi bộ rồi có mở nhạc đồ nghe rất là chill luôn các bạn. Nhưng mà vì lý do bản quyền nên mình không thể nào giữ cái phần âm thanh gốc cho các bạn xem được, không thể để cho các bạn nghe được, nên mình đã tắt tiếng đi. Mong là các bạn sẽ thông cảm cho mình nha. Trước mặt các bạn có thể thấy cái cầu ở bên kia là cái cầu lớn, nó nối hai bên bờ sông rất là đẹp luôn. Còn cảnh ở đây là mình quay rất là chân thật luôn, và không chỉnh sửa, không dùng hiệu ứng luôn. Lên đèn về đêm rất là đẹp luôn các bạn ơi. Mình thì là một đứa rất là mê đèn, nên chỗ nào có ánh đèn điện là mình sẽ đến chỗ đó. Còn ở đây là có những cụ già thổi kèn và đàn nhạc. Ở đây họ tập dượt với nhau á các bạn. Nhưng mà người ta lớn tuổi nhưng người ta cũng ra đây để giải trí bằng cách thổi kèn đồ, nhìn cũng rất là vui ha. Còn ở bên này á, thì có rất là nhiều cô chú anh chị đang tập thể dục nhịp điệu. Họ đến với nhau, họ không hứa hẹn gì hết các bạn. Họ tự đến với nhau, mở nhạc lên và cứ thấy từng người họ thấy thú vị thì họ sẽ tham gia vào. Nên cái không khí càng ngày càng đông á. Còn đây là một cái góc nhìn khác, từ trên cao nhìn xuống các bạn có thể thấy rất là vui luôn. Buổi tối ở đây rất là vui và rất là nhộn nhịp luôn nha. Mình đã đi lên một cái cây cầu. Đây là cây cầu lớn mà hồi nãy mình có quay cho các bạn xem đó. Còn bên đây là một cây cầu nhỏ. Nó hai cây cầu nó song song cùng một lúc với nhau. Nhưng bên đó là cây cầu treo. Nó làm từ những cái thanh thép nối liền với nhau. Nó không được cố định bê tông chắc chắn như cây cầu mà mình đang đứng ở bên này. Nhưng mà từ bên này nhìn qua bên kia rất là đẹp luôn. Các bạn có thể thấy ánh đèn điện rất là lung linh. Và bên kia cũng có những người, người ta đi tới chạy ngược chạy xuôi trên cây cầu, nhìn rất là đẹp. Còn lúc này đây thì mình đang trên đường đến với Hạ Môn. Vì cái lý do là mình thấy ở đây phong cảnh rất là đẹp. Hai bên đường là phủ đầy những cái dãy núi. Và hôm nay thời tiết cũng không được trong cho lắm. Ở bên trên đỉnh núi phủ rất là nhiều sương mù. Và lúc nãy thì cũng có mưa
bye bye á các bạn. Mưa không to nhưng mà đủ ướt áo, thì mình thấy cảnh rất là đẹp nên mình giữ nguyên cái đoạn đường này từ Anxi đi về tới Hạ Môn cho các bạn xem. Thì dĩ nhiên trong cái chặng đường mình đi, mình cũng có cắt lược bớt rồi. Những cái chỗ nào mà đông người quá cảnh không đẹp thì mình cũng đã cắt bớt rồi, mình chừa lại những cái cảnh đẹp cho các bạn cùng xem. Thì mong là các bạn khi xem nội dung video ngày hôm nay có cái gì đó mà các bạn không hài lòng thì mong các bạn thông cảm cho mình. Còn nếu như mà các bạn thấy thích nội dung video ngày hôm nay của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ để ủng hộ kênh mình nha. Vẫn như câu nói cũ, nếu như các bạn thấy thích nội dung video của mình hoặc là mong muốn mình làm về cái nội dung gì ở bên này, mong muốn mình chia sẻ về những cái địa điểm như thế nào hoặc là chia sẻ về những cái thông tin gì mà các bạn cần thiết, thì các bạn cũng có thể bình luận trực tiếp ở dưới nội dung video ngày hôm nay và mình sẽ sắp xếp thời gian để đi quay cho các bạn cùng xem. Nhưng mà do là bên đây lịch học của mình cũng nhiều, cũng như là mình còn những cái công việc khác nữa, nên khi nào có thời gian thì mình sẽ cố gắng đi quay thật nhiều hết mức có thể cho các bạn cùng xem. Chứ có thể là khoảng thời gian này video của mình cũng không ra được đều đặn nhiều như cái khoảng thời gian nửa năm về trước, thì mong là các bạn thông cảm cho mình nha. Nhưng mà mình hy vọng là các bạn luôn đồng hành và ủng hộ với kênh của mình, vì cái sự ủng hộ và đồng hành của các bạn sẽ là động lực để cho mình ra tiếp thật nhiều video sau này, cũng như là có thêm thật nhiều động lực để mình đi quay những cái video ở những cái nơi xa. Tại vì khi mà mình sắp xếp đi một cái chuyến đi xa như vậy cũng rất là tốn thời gian và cũng đầu tư vào kinh phí á. Thì mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ để mình có thật nhiều động lực để mình ra những cái video như thế này cho các bạn cùng xem nha. Mà các bạn, đây là con đường hầm xuyên núi. Ở bên Trung Quốc này có rất là nhiều con đường hầm xuyên núi như thế này. Trên cái tuyến đường họ đi, nếu như mà có những cái dãy núi mà chắn ngang á, thì họ sẽ móc hầm ha, để cho mình băng qua núi luôn. Thì mình nghĩ là ở Việt Nam mình thì mình chưa có đi qua những con đường như thế này, mình không biết là nó có hay không. Cái này thì mình chưa tìm hiểu thì mong là các bạn thông cảm. Nhưng mà những con đường mà xuyên sông á, thì mình có thể thấy rồi. Thì mình nghĩ đây cũng giống như ở Việt Nam mình thôi, thì mình cũng có quay cho các bạn xem. Nhưng mà bên này đường hầm xuyên núi thì nó rất là nhiều luôn. Cứ đi một đoạn là sẽ xuyên qua con đường hầm, cứ đi một đoạn là sẽ xuyên qua một con đường hầm. Và con đường hầm á, nó có cự ly dài hay ngắn, nó tùy thuộc vào cái dãy núi đó, nó chặn ngang cái đoạn đường đó nữa các bạn. Có những cái con đường hầm nó dài tới 4-5 km, thậm chí nó dài hơn luôn. Và cũng có những con đường hầm nó ngắn ngủn mà đi chừng chút xíu là mình đã ra khỏi hầm rồi. Thì mình vẫn giữ nguyên những cái đoạn này để cho các bạn cùng xem những con đường hầm ở bên này. Và con đường hầm bên này họ xây á, nó giống như là cái tuyến đường mình đi như các bạn, nó cũng có hai bên, một bên là lối đi và một bên lối về á. Nó sẽ có hai chiều, một chiều xuôi theo cái chiếc xe mình đi và một chiều nó ngược lại, tức là mình đi theo cái hướng đi về như các bạn thấy ha. Từ trong con đường hầm, khi mà các bạn đi đến cuối đường hầm các bạn ra, các bạn có thể thấy giống như là mình từ trong một cái hang động mình đi ra vậy đó. Hứng được nguyên một cái luồng ánh sáng rất là đẹp và ra bên ngoài đón một cái cảnh đẹp, núi non hùng vĩ rất là đẹp luôn. Nên cái đoạn này là mình ưu tiên để mình giữ lại, để mình cho các bạn cùng xem. Và để sau này khi mà mình có dịp á, mình cũng sẽ xem lại những cái video mà mình đã đi qua, những cái hành trình mà mình lang thang bên này, mình quay cho các bạn cùng xem mà mình đã đi qua. Trước mặt các bạn là cái trạm thu phí để đi qua Hạ Môn nha. Còn lúc này đây thì mình cũng đã đến đây rồi nè. Cái chỗ này thì có tên gọi là con đường đi xe đạp trên biển. Cái tên tiếng Trung của nó là Hải Sang Chỉ Tư Xỉn Chưa, thì người ta gọi là con đường chạy xe đạp trên biển. Thì ngày hôm nay là rất là vui luôn khi mà mình đến đây để mình quay cho các bạn cùng xem. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay với mình nha. Ngày hôm nay thì mình đi đến một cái địa điểm, đó là con đường đi bộ, con đường đi xe đạp ở trên biển nè, các bạn có thể thấy không? Hai bên là biển không à. Để một chút mình quay cho các bạn xem nha. Bây giờ thì nói chung là rất là may mắn mà cũng rất là tình cờ. Ngày hôm nay thì cuối tuần mình có cái chuyến đi về Hạ Môn. Thì thuận tiện mình nói với bạn mình là mình muốn đi cái địa điểm này, tại mình thấy rất là nhiều người review cái địa điểm này rồi. Nên
Tiện thể là mình sẽ đi quay cho các bạn xem nha. Và được sự hỗ trợ của bạn mình đưa mình tới đây và bạn mình đi công việc rồi. Bây giờ mình sẽ tại đây mình quay cho các bạn xem nha. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi dọc ra đó cho các bạn xem nha. Ở đây có dịch vụ thuê xe nhưng mà trời thì đang mưa bye bye nên mọi người có thể thấy trước mặt rất là nhiều sương mù luôn. Thì trời mưa nữa mình không thể nào vừa chạy xe mà vừa cầm điện thoại rồi vừa cầm dù nữa để quay cho các bạn xem. Nên mình quyết định là mình sẽ đi lộ bộ. Ở đây có mấy con còi nè. Rất là đẹp luôn. Người ta đạp xe đồ ra đây nè. Mình không biết những cái bóng trắng trắng này là cái gì ở trên đây. Chắc là bóng đèn. Ở đây phong cảnh rất là đẹp. Đây là đoạn đầu của cây cầu nên các bạn có thể thấy một bên là sông, bên kia sông thì nó có những cái cồn. Cái cồn này thì cũng giống như là hồi trước mình đi về miền Tây á, giữa Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ đồ, nó hay có những cái cồn nhỏ nhỏ như vậy á các bạn. Còn bên tay trái của mình á, thì bên này á, là những cái tòa cao ốc. Do là mình đứng đoạn đầu của cây cầu nên cảnh ở đây một bên là mình có thể ngắm những cái tòa nhà cao ốc, những cái công viên ven sông, ven biển. Và một bên thì các bạn có thể ngắm mặt biển, mặt nước bao la ha. Ở đây do ngày hôm nay là thời tiết không được đẹp, trời thì đang chuyển mưa, các bạn có thể thấy phía trước là trời đang xám xịt luôn, tức là đang chuyển mưa đó, nhưng mà mình vẫn đi quay cho các bạn xem. Bên ngoài trời lúc này đây, tại thời điểm này đây là mưa đang bay bay râm râm, nhưng mà mình đội dù mình đi quay cho các bạn cùng xem. Tại vì mình lâu lâu mình mới có cơ hội để mình ghé đây nên dù thời tiết không được đẹp nhưng mà mình vẫn cố để mình quay cái video này cho các bạn cùng xem. Nếu như lần sau có cơ hội thì mình hy vọng là mình sẽ quay lại nơi này để quay với một cái phong cảnh đầy đủ nắng hơn và đẹp hơn cho các bạn cùng xem nha. Lúc này đây là khoảng 3 giờ chiều thì cũng có một số người, người ta chạy xe đạp để ra đây để ngắm cảnh. Thời tiết thì không có quá lạnh, nó kiểu nó ui ui cái mát của những ngày trời đổ mưa các bạn, thì cũng rất là dễ chịu luôn. Thì mình quay hai bên bờ để cho các bạn cùng xem. Và buổi chiều ở đây á, thì các bạn có thể thấy là phong cảnh á, nó rất là đẹp đây. Nếu như mà đủ nắng thì càng lãng mạn và thơ mộng hơn. Và cũng có những lúc cũng có những cái con chim, những con cò, những con sếu này, những con vạc nó uốn lượn, nó bay trên bầu trời. Thì mình sẽ cố gắng để mình quay cho các bạn cùng xem nha. Ở đây á, những cái con chim này rất là dạng luôn. Nó đứng, nó săn mồi, mình có thể mình quay cho các bạn cùng xem. Nó không hề bay luôn các bạn. Và khi nào mà có người đến gần thì nó mới bay ha. Ở đây lúc nãy trước khi mà bạn mình đi công việc, bạn mình có hỏi mình là có muốn đi xe đạp điện hay không, để bạn mình quét cho mình một chiếc xe để mình chạy. Nhưng do là thời tiết không được đẹp cho lắm nên mình phải vừa che dù, mình vừa một tay cầm điện thoại để quay cho các bạn cùng xem, nên cũng không thể nào mà lái xe đạp được. Nên mình nói với bạn mình để mình đi bộ. Nếu như mà ngày hôm nay thời tiết nó đẹp, mình chạy chiếc xe đạp để mình quay cho các bạn cùng xem, thì có thể là mình đi hết cái cầu này luôn. Nhưng mà do là lúc nãy mình đi bộ, mình chọn phương án đi bộ, thì có thể là mình đi nửa cái cầu rồi mình sẽ quay lại nha các bạn. Tại thời tiết ngày hôm nay rất là xấu luôn. Lúc thì nó có gió mạnh, lúc thì nó chuyển mưa, lúc thì mưa bay bay lất phất, lúc thì không. Nên mong là khi mà các bạn xem cái nội dung video ngày hôm nay của mình thì phần nào đó thì các bạn châm trước cho mình ha. Tức là đừng có bắt bẻ quá nhiều về cái nội dung video ngày hôm nay. Tại khi mà làm video lên, tức là làm hành cái nghề YouTube này, nó cũng giống như làm dâu chăm họ. Người nào thích thì họ sẽ khen mình, còn cái người nào không thích thì họ sẽ buông những cái lời nói không hay. Thì mình mong muốn là các bạn, nếu như các bạn không thích nội dung video của mình thì các bạn có thể nhẹ nhàng bước ra khỏi video. Còn nếu như các bạn thích thì các bạn có thể nán lại đây để xem video của mình từ đây cho đến hết cái video này. Nói chung là mình cũng mong là mình xem video với nhau một cách hoan hỷ, vui vẻ với nhau nha. Lúc này đây thì mình đang bước qua một cái khuôn viên ở bên cạnh cái bờ hồ để mình quay cho các bạn cùng xem. Còn ở đây là những con chim nó đang canh mồi đó các bạn. Thì mình cũng tranh thủ để bắt kịp những cái khoảnh khắc này. Còn đây là những cái cảnh mà con chim nó uốn lượn trên bầu trời. Thì mình cũng cố gắng để mình bắt kịp những cái khoảnh khắc này để mình quay cho các bạn cùng xem. Những cái cảnh nó trao lượn ở trên bầu trời rất là đẹp luôn các bạn. Và cũng có rất là nhiều người, người ta chạy xe để người ta ngắm cảnh, người ta tập thể dục ở đây để người ta
tận hưởng cái không khí trong lành ở đây nè. Tại vì nó là một cái đoạn đường mà có thể nói là tách biệt ra khỏi hoàn toàn cái thành phố rồi. Khúc này thì do là nó còn ở đỉnh đầu cầu thì các bạn có thể thấy là còn tòa nhà, nhưng mà các bạn đi thêm một đoạn nữa thì nó bắt đầu nó xa ra những cái khu cụm dân cư rồi, bắt đầu là không khí nó rất là trong lành luôn. Đây mọi người, mình đi được một đoạn cũng khá là xa rồi. Và đi thẳng tiếp nữa thì cũng qua bờ bên kia thôi. Bây giờ là mình đang đứng ở giữa lưng chừng nè. Này cho các bạn coi nè. Nghe chưa? Đầu cổ hơi buồn rồi, mọi người thông cảm nha. Đó. Trời đang chuyển mưa. Mây đen đồ hết trơn rồi, đang rất hột mưa luôn nè. Mình phải đội dù, mình vừa đi vừa quay cho các bạn xem nè. Bây giờ chắc là mình đi vô kiếm một cái chòi nào đó mình ngồi một chút xíu ha. Rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Ở đây mình không biết đi thẳng qua tới bên đó là cái gì nữa. Chắc là cái chùa này kia mà mình thấy trời mưa rồi. Chắc mình đi về cái máy hương này, cái hiên này quá. Đang rất hột mưa luôn các bạn. Mình đi từ từ dạt dạt vô chứ để một hồi mưa to quá ướt rồi. Bên kia người ta có chèo ghe nữa kìa. Nhìn thích ghê không? Đi quay nhưng mà thời tiết ngày hôm nay không được đẹp cho lắm. Tại vì bữa nay là ở Phúc Châu mưa cũng rất là to. Mà ở dưới Hạ Môn cũng mưa rất là to. Ở An Xi mưa cũng rất là to luôn. Thời tiết hôm nay rất là xấu luôn á. Không có nắng. Nó chỉ có nhiêu đây thôi các bạn, chỉ để đi tham quan và chạy đi vòng vòng chiêu chiêu hít gió ở trên cái hồ này thôi.
Thì hiện tại đang buổi chiều này có rất là nhiều người chạy xe ở phía sau lưng này. Bây giờ thì mình bắt đầu đi về đi ra ngoài ga tàu điện ở ga Tung Trưa ở Hà Môn nha. Rồi mình sẽ đi về Phúc Châu nha. Chắc là nội dung video ngày hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu như các bạn có thấy thích nội dung video của mình, nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ để ủng hộ kênh mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau để sức hấp dẫn và thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.